Thưa quý vị, được tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, các nước đã gửi điện thư thông điệp chia buồn tới Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và gia quyến đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim chia sẻ tầm nhìn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về bảo vệ quyền tự chủ chiến lược và thúc đẩy quản trị ở Việt Nam. Tin tưởng di sản của Tổng Bí thư sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho các thế hệ tương lai ở Việt Nam và trên khắp Đông Nam Á. Chủ tịch Hội đồng Hành chính Nhà nước Myanmar Min Aung Hlaing cho rằng sự lãnh đạo và cống hiến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại dấu ấn không thể phai mờ trong lịch sử vĩ đại của Việt Nam. Tổng thống Timor-Leste José Ramos Horta khẳng định Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một nhân vật kiệt xuất trong lịch sử đương đại Việt Nam. Tổng thống các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và các lãnh đạo nước này đã gửi điện chia buồn đến Chủ tịch nước Tô Lâm. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ai Cập, Tổng Bí thư Đảng Xã hội Chủ nghĩa Ai Cập, Ban Bí thư Liên minh các đảng cánh tả châu Âu, Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Thổ Nhĩ Kỳ đã gửi điện chia buồn đến Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam. Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Thế giới, Liên hiệp Công đoàn ASEAN, Liên hiệp Công đoàn Áo, Liên hiệp Công đoàn Belarus đã gửi điện thư chia buồn đến Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Các tổ chức chính trị xã hội, các nước Campuchia, Nga, Cuba, Singapore và của khối ASEAN đã gửi điện thư chia buồn đến Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và các hội đoàn người Việt Nam tại Lào, Campuchia, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Đức, Macau, Trung Quốc đã bày tỏ tình cảm sâu đậm, tri ân đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thưa quý vị và các bạn, sinh ra, lớn lên và từng nhiều năm hoạt động trên các cương vị khác nhau tại thủ đô Hà Nội, nên Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành tình cảm đặc biệt với mảnh đất và con người thủ đô. Tổng Bí thư cũng đã có nhiều chỉ đạo sâu sát đối với sự phát triển của thủ đô, không chỉ trước mắt mà còn về lâu dài. Người con ưu tú của mảnh đất ngàn năm văn hiến đã để lại những ấn tượng sâu sắc, những tình cảm đặc biệt trong lòng cán bộ và nhân dân thủ đô. Với trình độ và năng lực xuất sắc, tư duy khoa học, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng được Đảng, Nhà nước giao đảm nhiệm nhiều chức vụ chủ chốt, quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Giáo sư tiến sĩ Phùng Hữu Phú, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội nhớ lại giai đoạn từ tháng 1 năm 2000 đến tháng 6 năm 2006, khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Bí thư Thành ủy Hà Nội đã cùng Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đề ra những chủ trương, quyết sách đúng đắn, thể hiện sự quyết liệt, mang lại những chuyển biến rõ rệt về diện mạo và tầm vóc thủ đô. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng trong cuộc sống, trong sinh hoạt mềm dẻo bao nhiêu thì khi cần kết quyết đoán thì đồng chí Nguyễn Phú Trọng rất quyết đoán. Cho nên lúc đó ở Thành ủy Hà Nội hay có cái khẩu hiệu quyết liệt hơn nữa, chủ động hơn nữa, hiệu quả hơn nữa. Đấy đúng là cái tính cách của tổng chỉ huy của Bí thư Thành ủy Nguyễn Phú Trọng. Không chỉ để lại ấn tượng sâu sắc đối với đội ngũ cán bộ, công chức, hình ảnh về một Bí thư Thành ủy tâm huyết với thủ đô cũng đã in đậm trong lòng các tầng lớp nhân dân. Đồng chí đã chỉ đạo lãnh đạo bộ máy Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội và cán bộ nhân dân thành phố Hà Nội là phải luôn tự hào mình là người Hà Nội và luôn đóng góp để xây dựng thủ đô hoàn thành xuất sắc những cái nhiệm vụ đi đầu cả nước. Và dù ở cương vị nào, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng luôn dành sự quan tâm đặc biệt với thủ đô. Hàng năm, mỗi dịp Tết đến xuân về, Tổng Bí thư đều đến thăm chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô với tình cảm đặc biệt, thân thương, gần gũi. Cái nổi bật ở đồng chí Nguyễn Phú Trọng là một con người rất là giản dị, rất là sâu sắc, rất là khiêm tốn, rất là dễ gần và rất là dân chủ trong cái hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo. Trong các cuộc tiếp xúc cử tri hay những lần trực tiếp làm việc với Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn nhắc nhở Hà Nội phải gương mẫu đi đầu, làm gương cho cả nước, nhất là trong công tác phòng chống tham nhũng. Phải gương mẫu, phải giữ gìn, và thủ đô phải đi đầu. Và tôi biết là Hà Nội cũng đang làm rất là quyết liệt, cho nên vẫn phải kiên quyết, kiên trì, lâu dài, và phương pháp phải đúng.
chúng ta tiếp tục thực hiện cái công cuộc đấu tranh này không ngừng không nghỉ. Từ khi còn giữ vị trí Bí thư Thành ủy Hà Nội và cho đến khi đảm nhiệm cương vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với Hà Nội. Tổng Bí thư luôn mong muốn xây dựng thủ đô là thành phố văn hiến, văn minh, hiện đại. Mong muốn ấy sẽ là động lực to lớn thôi thúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô nỗ lực vươn lên, phát triển gương mẫu đi đầu, làm gương cho cả nước. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, tại hội nghị tri ân người có công với cách mạng năm 2024 diễn ra sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã cùng các đại biểu kích hoạt chính thức ra mắt Ngân hàng Gen Liệt sĩ chưa xác định được thông tin và thân nhân liệt sĩ. Đây là dấu mốc quan trọng trong hành trình trả lại tên cho các liệt sĩ, mở ra hy vọng xác định danh tính hơn 300.000 ngôi mộ liệt sĩ đã được quy tập nhưng chưa xác định được thông tin. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng theo cơ quan chức năng, vẫn còn gần 200.000 liệt sĩ chưa được quy tập, gần 300.000 liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Thực hiện đề án xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, phương pháp giám định gen đã triển khai gần 10.000 mẫu hài cốt liệt sĩ và hơn 3.000 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ, kết quả đối khớp hơn 1.000 danh tính liệt sĩ. Việc ra mắt Ngân hàng Gen Liệt sĩ và Thân nhân Liệt sĩ không chỉ mở ra hy vọng cho hơn 300.000 gia đình người có công, mà còn là niềm mong mỏi trong tương lai không xa, tất cả các liệt sĩ sẽ được quy tập và xác định được danh tính. Tại hội nghị, 10 gia đình liệt sĩ đã nhận kết quả giám định gen, trong đó có 4 gia đình đã hoàn thành việc xác định hài cốt đưa liệt sĩ về quê hương. Tôi rất là mừng trong bao nhiêu năm, nếu mà theo cái giấy báo tử là năm nay là 49 năm là nhận được kết quả đúng anh mình rồi. Có người thì nằm xuống, có người trở về, nhưng có người chưa tìm thấy. Đảng nhà nước quan tâm mà làm những cái chính sách như này nó quá là tốt. Càng quan tâm bao nhiêu thì xã hội mình càng phát triển, mà tất cả đều hướng về cái cội nguồn. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, sự kiện tri ân người có công với cách mạng diễn ra trong niềm tiếc thương vô hạn của đồng chí đồng bào cả nước trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người luôn đặc biệt quan tâm, chăm lo công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng. Về ra mắt Ngân hàng Gen Liệt sĩ và Thân nhân, Thủ tướng nêu mục tiêu đến năm 2030 giám định hơn 20.000 hài cốt liệt sĩ, phấn đấu xác định danh tính 60% liệt sĩ còn thiếu thông tin trong các nghĩa trang. Chúng ta phải có cách làm dựa vào khoa học công nghệ hiện nay để chúng ta đẩy mạnh hơn cái công việc này với tất cả cái tấm lòng, với sự trách nhiệm của mình và với cái tình cảm tri ân sâu sắc của thế hệ chúng ta đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân. Vì vậy cho nên là chúng tôi cũng rất đau đớn về cái việc này, làm sao để mà làm được trong cái điều kiện tốt nhất có thể để mà chúng ta làm được cái điều này, và lòng mong ước, mong đợi của thân nhân các gia đình liệt sĩ. Thủ tướng kêu gọi tất cả mọi người hãy luôn luôn ghi nhớ, tri ân và tâm niệm, hãy sống, chiến đấu, lao động, học tập và làm việc sao cho xứng đáng với những người đã khuất, đã hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân, như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh. Sáng nay 23 tháng 7, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan dẫn đầu đã đi kiểm tra công tác phòng chống bão số 2 tại các vị trí xung yếu, đê điều, thủy lợi, các khu cảng cá tránh trú bão tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Thưa quý vị, hiện tại thì tôi đang có mặt tại Mũi Ngọc thuộc phường Bình Ngọc, Móng Cái, Quảng Ninh. Sức gió ở đây thì đang giật cấp 7. Và do bão số 2 đang suy yếu thành áp thấp nhiệt đới nên là hiện tại đây sức gió thì cũng so với hôm trước thì cũng đã giảm dần. Và hiện tại thì đang đoàn bộ trưởng cũng như là ngành cơ quan chức năng thì đang kiểm tra rà soát các khu vực đang ảnh hưởng bởi bão. Bộ trưởng Lê Minh Hoan cùng đoàn đã đi kiểm tra công tác phòng chống bão số 2 tại cảng Mũi Ngọc, phường Bình Ngọc, Móng Cái. Thực hiện phòng chống bão số 2 với phương châm 3 trước, 4 tại chỗ, thành phố Móng Cái đã chỉ đạo các xã, phường và lực lượng chức năng thông tin kêu gọi trên 1.200 tàu bè, mảng hoạt động trên sông, vùng ven biển và tàu thuyền của các tỉnh thành khác đang hoạt động trên vùng biển Móng Cái về nơi tránh trú an toàn, tuyên truyền hỗ trợ người dân chẳng chống nhà cửa, gia cố các lồng bè nuôi trồng thủy sản trên biển, rà soát số người đang có mặt trên các nhà bè nuôi trồng thủy sản để sẵn sàng sơ tán khi có yêu cầu. Theo kinh nghiệm của chúng ta trong nhiều năm, cái vấn đề mà đối phó với cái sao bão và lũ sao bão đó là vấn đề lớn, vì
có nhiều cái vùng núi chúng ta cũng đã bị những cơn mưa kéo dài trong suốt thời gian vừa qua, nó rất là dễ tổn thương khi mà có những cái trận mưa với cái tần suất rất cao, với cái dung lượng rất cao. Ra chúng tôi cũng đề nghị rằng ban chỉ huy phòng chống Quảng Ninh cũng như là các cái cơ quan có phối hợp cũng tiếp tục theo dõi động viên bà con chủ quan, bởi vì thường thường thì bà con chúng ta cũng hay đóng cửa những công việc, những cái nghề nghiệp khác. Ngoài ra, đoàn cũng đi kiểm tra hồ chứa nước Tràng Vinh là công trình thủy lợi quan trọng cung cấp phần lớn nguồn nước sạch phục vụ sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và sinh hoạt trên địa bàn thành phố. Lãnh đạo thành phố Móng Cái cũng cho biết đã triển khai các phương án phòng tránh, di chuyển dân ở những nơi có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, chủ động kiểm tra, bố trí lực lượng quản lý vận hành, sẵn sàng phương án bảo đảm an toàn các hồ chứa trong trường hợp mưa lớn. Đối với lại tất cả các ngư dân khai thác trên biển, hiện nay các phương tiện đã di chuyển vào các vùng neo đậu an toàn, và chúng tôi chỉ đạo các xã phường, các đồn biên phòng vận động đưa các hộ dân vào lên trên bờ, bộ chỉ đạo các xã phường bố trí các vị trí như nhà văn hóa, các nhà dân, trụ sở trường học để cho các ngư dân vào để tránh trú, đảm bảo an toàn, không tuyệt đối không để các hộ dân nghỉ lại ở trên cái phương tiện trong cái ban đêm khi mà có mưa bão và. Theo đó, trong sáng nay, sau khi áp sát bờ biển Quảng Ninh Hải Phòng gây thiệt hại ban đầu ở một số địa phương, bão số 2 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Ngày 23 tháng 7, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục phiên xét xử vụ án thao túng thị trường chứng khoán, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại tập đoàn FLC với bị cáo là cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết cùng 49 bị cáo khác. Sau gần một ngày cách ly bị cáo Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch FLC tại phiên xét xử, đến trưa ngày 23 tháng 7, hội đồng xét xử đã gọi bị cáo Quyết lên bục khai báo. Trên bục xét hỏi, ông Quyết thừa nhận tội danh như truy tố và cho biết tôn trọng đồng ý với cáo trạng. Ở vụ án này, bị cáo Trịnh Văn Quyết bị truy tố về hai tội danh là thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền hơn 3.600 tỷ đồng. Trả lời câu hỏi về mục đích phạm tội, bị cáo Quyết khai bản thân bị cáo chưa bao giờ có mục đích chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư. Về cáo buộc nâng khống vốn của Pharos từ 1,5 tỷ đồng lên 4.000 tỷ đồng, bị cáo Quyết cho biết bản thân không nhớ vốn thực góp ban đầu là bao nhiêu, nhưng đồng ý với con số mà cáo trạng nêu. Với hai tội danh bị truy tố, bị cáo cho biết sẽ chấp nhận mọi phán quyết của tòa. Cũng tại phần xét hỏi ngày hôm nay, hai bị cáo là cựu lãnh đạo Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh là Trần Đắc Sinh, cựu chủ tịch hội đồng quản trị, và Lê Hải Trà, cựu giám đốc, cùng các bị cáo từng công tác tại đơn vị này đều thừa nhận hành vi phạm tội. Cáo trạng xác định ông Sinh vì động cơ cá nhân và quen biết Trịnh Văn Quyết nên chỉ đạo cấp dưới chấp thuận niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS của công ty Pharos trên sàn HOSE trái pháp luật. Trịnh Văn Quyết sau đó bán số cổ phiếu này gây thiệt hại hơn 3.600 tỷ đồng cho hơn 30.000 nhà đầu tư. Chiều nay, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành xét hỏi bị cáo Đặng Việt Hà, cựu cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, Trần Kỳ Hình, cựu cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, người tiền nhiệm của ông Hà và những đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Cục Đăng kiểm. Tại phiên xét xử, bị cáo Đặng Việt Hà thừa nhận hành vi sai phạm, nhận trách nhiệm với vai trò người đứng đầu đã nhận hối lộ từ các phòng thuộc Cục Đăng kiểm và các trung tâm đăng kiểm. Người đầu tiên bị thẩm vấn là bị cáo Trần Kỳ Hình, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 7 năm 2021. Bị cáo này thừa nhận hành vi phạm tội của mình với các tội danh nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ. Đối với bị cáo Đặng Việt Hà, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 7 năm 2021, sau đó làm cục trưởng, dù thừa nhận hành vi phạm tội với tội danh nhận hối lộ
và nhận số tiền được hối lộ là hơn 8,5 tỷ đồng như cáo trạng đã nêu. Tuy nhiên, ở phần tổng số tiền phải chịu trách nhiệm hơn 40 tỷ đồng thì bị cáo này cho biết mình không có chủ trương chỉ đạo cấp dưới làm sai. Theo cáo trạng, bị cáo Đặng Việt Hà bị truy tố tội nhận hối lộ với số tiền được hưởng lợi là 8,55 tỷ đồng. Tổng số tiền chịu trách nhiệm chung là hơn 40 tỷ đồng. Ngoài ra, trong vụ án này, bị cáo Đặng Việt Hà còn là người bị hại khi thông qua Lại Thái Phong, Phó Chánh Văn phòng Cục Đăng kiểm Việt Nam, đưa 100.000 đô la Mỹ cho Nguyễn Văn Trung để chạy án, nhưng không thể thực hiện được và bị chiếm đoạt số tiền này. Thưa quý vị và các bạn, tại Hà Nội thì tính đến thời điểm này, ứng dụng i Hà Nội, tức công dân thủ đô số, đã vận hành được gần một tháng. Dù thời gian chưa nhiều, nhưng đến nay đã có rất nhiều lượt cài đặt. Bên cạnh vai trò là cuốn cảm năng số cung cấp các thông tin hữu dụng từ chính quyền thủ đô, thì đây còn là cầu nối phản ánh toàn diện về các vấn đề đời sống dân sinh đến các cấp chính quyền tiếp nhận, giải quyết kịp thời. Đây là hình ảnh người dân phường Xuân La, quận Tây Hồ phản ánh về tình trạng đỗ xe trái phép giữa lòng đường. Và chỉ sau khi người dân gửi phản ánh 24 giờ, chính quyền đã ngay lập tức xử lý. Vị trí mà tôi đang đứng tại đây thì cách đây vài ngày, người dân phường Xuân La đã phản ánh trên app i Hà Nội, đó là có tình trạng đỗ xe dưới lòng đường và vỉa hè tại khu vực này. Ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh của người dân trên app i Hà Nội, chính quyền sở tại và lực lượng chức năng đã vào cuộc để chấn chỉnh xử lý về trật tự đô thị tại đây. Ngay sau khi Hà Nội vận hành ứng dụng i Hà Nội, phường Xuân La đã nhận được 3 kiến nghị. Trong đó có một kiến nghị nằm ngoài thẩm quyền của chính quyền sở tại, còn hai kiến nghị liên quan tới trật tự đô thị đã được xử lý ngay. Nếu như trước kia, người dân có phản ánh thì cần phải qua nhiều cấp và cũng không có người giám sát về kết quả. Tuy nhiên, thông qua i Hà Nội, các kiến nghị và tình trạng giải quyết được thể hiện một cách công khai. Tải và cài đặt ứng dụng của i Hà Nội này thì cái sự hữu ích phải nói là rất là lớn và rất là tốt cho doanh nghiệp và người dân phản ánh những bức xúc dân sinh, những về kiểm soát thủ tục hành chính đối với cả các cấp chính quyền. Sau gần một tháng triển khai thử nghiệm, i Hà Nội đã nhận được hơn 700 phản ánh hiện trường của người dân từ 30 quận huyện gửi đến. Trong đó, quận Tây Hồ nhận được 13 phản ánh, quận Hoàn Kiếm nhận được hơn 40 phản ánh. Các phản ánh đều được xử lý, sau đó có cán bộ chụp ảnh lại hiện trường để phản hồi và gửi thông tin cảm ơn đến người dân thông qua ứng dụng. Cho đến nay, hơn 400 kiến nghị đã được xử lý, đạt tỷ lệ 55%. Người dân trực tiếp được phản ánh về tất cả những cái vấn đề từ môi trường, từ trật tự xây dựng hay là trật tự đô thị và trực tiếp và nhanh để chuyển tất cả những cái thông tin còn bất cập người dân được thấy đã chuyển tới các cơ quan chính quyền để xử lý ngay kịp thời. Trong thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng đã nhận được rất nhiều những cái ý kiến phản ánh của người dân liên quan đến mọi mặt về hoạt động kinh tế xã hội tại địa bàn. Thế và từ đây thì quận cũng đã tiếp thu và chỉ đạo các đơn vị, đặc biệt là cái sự chủ động của các phường trong cái việc khắc phục những cái tồn tại mà nhân dân phản ánh. Từ các kiến nghị phản ánh, chính quyền sẽ gắn trách nhiệm để xử lý và phản hồi với người dân. Kết quả giải quyết cũng được xử lý kịp thời, rõ người, rõ trách nhiệm để hướng tới mục tiêu phục vụ người dân tốt hơn. Đây cũng chính là thước đo để đánh giá tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ công chức trong nền hành chính công vụ. Các cái phản hồi của các cấp chính quyền và của các cơ quan chức năng khi nhận được những cái kiến nghị của người dân, của doanh nghiệp thì sẽ được minh bạch ở trên hệ thống. Từ đó thì cũng giúp cho cái việc mà thực thi công vụ của cán bộ công chức, của chính quyền, của người thẩm quyền các cấp thì nó được công khai hơn. Và có lẽ là từ đấy cũng sẽ giúp cho các cấp chính quyền và tự cán bộ công chức cũng phải điều chỉnh cái hành vi của mình để làm sao nó tốt hơn và phục vụ người dân tốt hơn. Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, tính đến ngày 17 tháng 7 vừa qua, ứng dụng i Hà Nội đã có trên 150.000 tài khoản người dùng. Sau gần một tháng triển khai, nhiều công dân, đặc biệt là khu vực ngoại thành như Ba Vì hay Chương Mỹ, hiện gặp các khó khăn như không có điện thoại thông minh hoặc không nhớ mật khẩu nên gặp khó khăn trong việc cài đặt. Để giải quyết được vấn đề này, Hà Nội đã thành lập tổ chuyển đổi số cộng đồng với mục tiêu phải đến từng ngõ, từng nhà hướng dẫn cho người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng i Hà Nội. Sau gần 2 tháng thành phố Hồ Chí Minh triển khai thu phí sử dụng vỉa hè, đến nay thì nhiều tuyến đường thuộc các quận trung tâm của thành phố đã thực hiện.
Nhiều hộ kinh doanh trên các tuyến đường này cho biết, từ việc lén lút sử dụng vỉa hè trái phép thì nay đã được sử dụng hợp pháp nên rất phấn khởi. Với việc thành phố triển khai thu phí sử dụng vỉa hè đã tạo thêm thuận lợi cho người dân thuê để kinh doanh hợp pháp. Thuê mặt bằng để kinh doanh dịch vụ nhiếp ảnh để tăng thêm thu nhập, anh Trần Bá Sáu đã thuê thêm vỉa hè để kinh doanh cà phê như thế này. Đối với anh, việc cho thuê vỉa hè giúp anh gia tăng thêm cơ hội kinh doanh. Thì em nghĩ là cái chủ trương cho thuê vỉa hè rất là đúng đắn. Và người dân như em mong muốn được phép được thuê để được phép kinh doanh cho tiện trong công việc kinh doanh của chính bản thân em. Em cũng là chủ cửa hàng và nhiều lúc em cũng muốn được tận dụng cái mặt bằng vỉa hè để mình kinh doanh thêm một cái ngành nghề gì đó cho nó đa dạng trong cái vấn đề mình tạo công ăn việc làm cho nhân viên và cũng như cho bản thân mình cho có thu nhập. Có lên phường đăng ký thuê cái vỉa hè đường trước để cho kinh doanh đó, cho ổn định với lại dành cho cái phần đường đi bộ cho mọi người. Cái điều này cũng làm cho mình ổn định hơn. Lúc mình kinh doanh đó, mình vô cái nề nếp hơn à. Sau hơn 2 tháng triển khai thu phí tạm lòng đường, vỉa hè, khu vực trung tâm, thành phố Hồ Chí Minh nhận được sự đồng thuận của người dân. Hiện các đơn vị đã thu được khoảng 3 tỷ đồng, riêng quận nhất dự kiến thu hơn 1 tỷ đồng, số lượng đăng ký ngày càng tăng. Theo quy định, toàn bộ số tiền thu phí sẽ nộp ngân sách nhà nước và được sử dụng trong công tác quản lý, bảo trì, khai thác lòng đường, hè phố. Hiện nay địa phương này cũng đang gấp rút triển khai phần mềm thu phí để thuận tiện cho người dân cũng như trong công tác quản lý. Nói chung là người dân rất phấn khởi, là tạo điều kiện cho người dân có cái việc mà kinh doanh mua bán để sử dụng vỉa hè. Trong quá trình đó thì nó cũng có cái tâm tư của cái người dân mà đối với cái vỉa hè mà dưới 3 mét. Điển hình là cái tuyến Cách mạng tháng 8 thì vỉa hè rất nhỏ, thì cái việc đó là không thể áp dụng theo cái quyết định 32 được, nghĩa là không có cho thuê hay là kinh doanh mua bán. Không còn cảnh rượt đuổi thu đồ, hàng quán ở các quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh giờ đây đã yên tâm buôn bán, không chỉ đáp ứng nhu cầu người dân, tăng thu ngân sách, tăng tính quản trị, không để bát nháo ảnh hưởng tới hình ảnh thành phố, mà việc tổ chức thu phí bài bản, minh bạch như thế này sẽ giúp chính quyền và người dân gần nhau hơn, cùng chung tay xây dựng một thành phố Hồ Chí Minh hiện đại, văn minh.